Lời sống tháng 7 năm 2022. Chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Luca chương 10 câu 42. Chúa Giêsu đang trên đường đi Jerusalem, nơi người chuẩn bị kết thúc sứ mạng của mình, và dừng lại ở ngôi làng tại nhà bà Martha và Maria. Tin mừng Luca diễn tả cuộc đón tiếp của hai chị em dành cho Chúa Giêsu như sau. Theo truyền thống, bà Martha đóng vai trò chủ nhà. Bà lo lắng việc phục vụ, tiếp khách. Còn bà Maria thì ngồi dưới chân Chúa Giêsu lắng nghe lời người. Ngược lại với sự chăm chú của bà Maria là thái độ bồn chồn lo lắng của bà Martha. Và thật thế, với những lời than trách của bà vì phải một mình phục vụ, Chúa Giêsu trả lời: Martha, Martha, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy mất. Đoạn này nằm giữa dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, có lẽ là trang sách cao cả nhất về lòng bác ái đối với người bên cạnh, và dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để dạy các môn đệ phải cầu nguyện thế nào, chắc chắn đây là trang cao cả nhất nói về mối liên hệ với Thiên Chúa là Cha. Hầu như nó tạo nên một sự cân bằng giữa lòng mến yêu người anh em và lòng mến Chúa. Chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Những nhân vật chính trong đoạn tin mừng này là hai phụ nữ. Những lời đối thoại giữa Chúa Giêsu và bà Martha diễn tả mối liên hệ gần gũi, cho phép bà than vãn với người thầy. Nhưng đâu là sự phục vụ mà Chúa Giêsu mong muốn? Người mong muốn bà Martha đừng quá lo lắng mà đi ra ngoài vai trò truyền thống đặt để cho người phụ nữ, và cũng đặt mình lắng nghe lời người như bà Maria, nhận lấy một vai trò mới, vai trò của người môn đệ. Lời dạy của bản văn này thường bị giảm thiểu vào sự đối nghịch giữa cuộc sống hoạt động và cuộc sống chiêm niệm, hầu như là hai cách tiếp cận cuộc sống tu trì khác nhau. Nhưng bà Martha cũng như bà Maria đều mến Chúa Giêsu và muốn phục vụ người. Đúng vậy, tin mừng không bảo là cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa thì quan trọng hơn là việc bác ái, mà phải nối liền hai lòng mến yêu này một cách không thể chia lìa. Hai lòng mến yêu đối với Thiên Chúa và đối với người bên cạnh, không đối nghịch nhau mà bổ túc cho nhau, vì tình yêu là một. Chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Vậy cần phải hiểu rõ chỉ có một điều cần thiết là gì? Để thực hiện điều này, những lời ở đầu câu có thể giúp chúng ta. Martha, Martha. Khi lặp lại tên, điều có thể xem ra hầu như là lời trách móc, thực sự chính là cách thức của lời kêu gọi. Như vậy xem ra Chúa Giêsu kêu gọi bà Martha đến một cách thức liên hệ mới, nối một mối liên hệ không phải là mối liên hệ của một đầy tớ, mà của một người bạn đi vào mối liên hệ sâu xa với người. Chị Chiara Lubich viết: Chúa Giêsu dùng hoàn cảnh này để giải thích điều cần thiết hơn cả trong cuộc sống con người: lắng nghe lời Chúa Giêsu. Và đối với Luca, người viết câu này, lắng nghe cũng có nghĩa là sống lời đó. Đó là điều bạn cũng phải làm, đón nhận lời Chúa để cho lời đó thực hiện nơi bạn một cuộc biến đổi. Không chỉ có thế mà phải trung thành với lời đó, giữ lời đó trong lòng để lời đó nắng đúc cuộc sống của bạn, như đất giữ trong lòng đất hạt giống để nó mọc mầm và đem lại hoa trái. Như vậy, đem lại hoa trái của cuộc sống mới, hiểu
hiệu quả của lời Chúa. Chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Ai biết được, chúng ta cũng có biết bao nhiêu dịp để đón tiếp người thầy trong sự thân mật của căn nhà chúng ta. Đúng như bà Martha và Maria, dưới chân người, chúng ta có thể đặt mình lắng nghe như những môn đệ đích thực. Thường thì những lo âu, bệnh tật, những bận rộn và cả những niềm vui và những thỏa mãn phân tán chúng ta trong vòng nước xoáy của những việc phải làm, không cho ta thời gian dừng lại để nhận ra Chúa, để lắng nghe người. Lời này là một dịp quý giá để tập cho mình chọn phần tốt nhất hoặc lắng nghe lời người để tạo cho mình sự tự do nội tâm, điều có thể cho phép ta hành động theo đó trong cuộc sống hàng ngày. Hành động là kết quả của mối quan hệ mến yêu, đem lại ý nghĩa cho việc phục vụ và lắng nghe. Chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Luca chương 10 câu 42.